Trang Nemo buồn bã lên tiếng về sự cố đi làm đẹp nhưng lộ ảnh nhạy cảm, làm gì cũng bị cộng đồng mạng ghét. Trang Nemo cho biết làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhưng điều này lại trở thành chủ đề bàn tán suốt nhiều giờ qua. Bà chủ shop thời trang không giấu được sự mệt mỏi khi liên tục vướng vào drama. Sau sự cố mất trắng 100 triệu vì kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, Trang Nemo chuyển hướng kinh doanh bằng các mẫu tự thiết kế thay vì nhái thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, các buổi livestream bị nhận xét thiếu năng lượng, không chốt đơn ầm ầm như trước đây. Tưởng chừng 2023 sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên, Trang Nemo một lần nữa gặp sự cố. Ngày 10 tháng 1, hàng loạt diễn đàn chia sẻ chóng mặt bức ảnh được cho là của Trang Nemo tại một spa. Trong ảnh, người đẹp gốc Bến Tre đang mải mê bấm điện thoại nên không biết khoảnh khắc nhạy cảm của mình đã bị ghi lại. Trên fanpage chính thức của thẩm mỹ viện, doanh nghiệp này sử dụng vào mục đích quảng cáo nên tốc độ lan truyền cũng một nhanh hơn. Dù bị chê là hot girl thị phi nhưng nhiều người vẫn đứng ra bênh vực. Trong sự cố này, Trang Nemo hoàn toàn bị động bởi không ai muốn hình ảnh riêng tư của mình bị đem ra một cách công khai như vậy. Về phía spa, đây được cho là chiêu trò PR bẩn, cố tình đem uy tín của khách hàng ra câu like, câu view. Khuya cùng ngày, Trang Nemo bất ngờ lên tiếng về lùm xùm, cô bày tỏ sự mệt mỏi khi những drama liên tục bủa vây. Dù gắng gượng livestream nhưng đọc các bình luận phía dưới khiến cựu hot girl rất chạnh lòng. Trang Nemo nói, rồi đi làm trẻ hóa cô bé là sai, là có tội, chuỗi drama mệt quá sức mà. Được biết, Trang Nemo trước đó đã yêu cầu thẩm mỹ viện ngay lập tức gỡ ảnh mình xuống và yêu cầu xin lỗi. Thời điểm còn lắm mưa làm gió trên thị trường kinh doanh online, mỗi ngày lượt bán hàng của chân dài 9X nhiều không đếm xuể, nhờ vậy mà cô nàng có cuộc sống sang chảnh, mua siêu xe, bất động sản cực mát tay. Đáng tiếc, sau vụ việc ẩu đả với chị Khanh, Trang Nemo sắp sửa đối diện với bản án nghiêm khắc từ pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 10 năm 2022, Trang Nemo thậm chí đã quỳ gối xin lỗi nhưng không được nạn nhân chấp thuận, ngược lại còn đề nghị hội đồng xét xử xử lý nghiêm để bồi thường nhân phẩm. Nói về nguyên nhân không đồng ý hòa giải, chị Khanh cho biết Trang Nemo là người xem thường pháp luật, hành động một cách ngông cuồng. Trong vòng 10 tháng kể từ khi xảy ra sự việc, Khanh chưa nhận được một lời xin lỗi chính thức nào, chưa từng gặp hay có tin nhắn xin lỗi thiện chí nào dành cho mình. Do đó, khi ở trên tòa, Khanh được hỏi là có chấp nhận lời xin lỗi này không, Khanh nói luôn là không chấp nhận, nếu muốn xin lỗi thì đã xin lỗi lâu rồi. Trước đó, bạn Trang Nemo có đăng tải một video nhưng lời xin lỗi là dành cho cộng đồng mạng, không hề nhắc đến tên Khanh trong đó. Dịp Tết Nguyên đán, bạn ấy có gửi một giỏ quà, chắc khoảng 500.000 đồng và cho shipper mang đến đặt trước cửa, chứ không phải bạn ấy hoặc người thân trực tiếp mang đến hỏi thăm. Xin lỗi, hành động của bạn chân thành quá, khiến tôi không dám nhận. Phút đầu tiên trong sự nghiệp của Trang Nemo là nghi vấn lộ video lõa lồ với một người đàn ông lạ mặt. Trước tin đồn, Trang Nemo đã lên tiếng phủ nhận, nhưng netizen vẫn một mực khẳng định vì nhân vật chính có nhiều điểm tương đồng với cô. Chưa dừng lại ở đó, tháng 5 năm 2019, Trang Nemo bị dân mạng chỉ trích dữ dội sau clip tung cước vào đầu nhân viên vì nghi người này làm mất điện thoại của mình. Tháng 10 năm 2019, Trang Nemo xuất hiện trong một bài đăng bị tố bán hàng fake và lừa đảo. Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang, sinh năm 1992. Trang Nemo bắt đầu lập nghiệp với đôi bàn tay trắng trên thành phố đầy sự xa lạ. Cô đã làm thuê trong một cửa tiệm bán mắt kính. Lúc đấy, mức lương mà cô nhận được chỉ có 1 triệu 200 nghìn đồng. Sau này nhờ lợi thế về ngoại hình mà nàng hot girl đã chuyển sang làm PG, công việc này có thu nhập cao hơn. Cho nên cuộc sống của cô như vậy cũng trở nên ổn định hơn. Vì thừa biết đây không phải là công việc ổn định, cho nên cô nàng đã cố gắng dành tiền nhằm theo đuổi con đường làm DJ. Tất nhiên, nhờ ngoại hình vượt trội mà cô nàng nhanh chóng nhận được nhiều show, cơ hội kiếm tiền lúc này cũng lớn hơn. Dù vậy, Trang Nemo vẫn chưa cảm thấy hài lòng với điều đó. Hiện tại, cô đang ấp ủ để bước sang con đường mới. Cuối cùng, công việc mà Trang Nemo lựa chọn để phát triển cho đến bây giờ chính là kinh doanh thời trang. Trong giai đoạn đầu, cô gặp nhiều khó khăn như bị thiếu vốn hay là không thể tìm được nhân công. Nhờ bản lĩnh không bỏ cuộc mà cô đã chạm đến thành công. Chính nhờ gu thẩm mỹ vượt bậc mà cô cho ra mắt rất nhiều mẫu quần áo độc lạ và liên tục trở thành xu hướng ăn mặc của giới trẻ. Do vậy mà con đường kinh doanh của cô trở nên phát triển hơn bao giờ hết.